hãy đừng tự chữa làn da nữa. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm. Chỉ cần 10 phút qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, tôi có thể mặt đối mặt tham khảo miễn phí cho làn da của quý vị. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Quý vị có thể tham khảo da với bác sĩ Kimberly từ Việt Nam, Canada, Úc Châu hay Âu Châu hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Hãy vào website 1888depsang.com để xem tất cả chương trình talk show của bác sĩ Kimberly trên Internet TV bất cứ lúc nào. Gọi ngay 1888-337-7264, 1888-337-7264. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Tôi bác sĩ Kimberly xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một vị khách tên là Julie từ Mission Viejo. Nếu quý vị chưa coi những chương trình trước đây thì cho Kimberly xin tóm lại các chương trình trước. Chương trình đầu tiên chúng ta nói về cách chữa trị của cô trước khi đến thẩm mỹ viện Kimberly chữa qua phương pháp Apogee. Sau đó cô đã thành công với phương pháp Apogee, là cô đã lên chương trình 2 để chia sẻ với quý khán thính giả. Và hôm nay Kimberly đã surprise cô với một ngày với Gordon Bun, là một người makeup celebrity, makeup artist. Và tí xíu nữa chúng ta sẽ được trò chuyện với Gordon Bun cùng Kimberly. Xin mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Gordon, cảm ơn Gordon đã đến với chương trình một lần nữa. Với ngày hôm nay chúng ta được trò chuyện với một cô model mới, đó là cô Julie từ Mission Viejo. Để tỏ lòng biết ơn cô lên chia sẻ với chương trình The Dr. Kimberly Show, Kimberly đã biếu cho cô một ngày, và chắc chắn cái ngày đó là cái ngày mà cô sẽ không quên được, là cô đã spend với Gordon để học hỏi qua về phương pháp trang điểm làm sao để cho cô có tự tin, lấy lại cái tự tin của cô. Em spend một ngày với cô như vậy thì em thấy như thế nào? Thứ nhất là chắc chắn là cô có request, tại vì người phụ nữ nào cũng có những cái ưu điểm nhưng mà cũng có khuyết điểm. Yeah. Thì em cho chị biết là em nói chung là cái ngày hôm đó em spend với cô thì em làm cách nào để em hướng dẫn cô về những cái về phương diện đó, ưu điểm và khuyết điểm. Gordon, lúc đầu vừa gặp cô Julie thì Gordon nhận xét trước nhất là thấy cổ mặt hơi hóp và cái nét nhìn hơi không có được sáng, mà cổ cũng muốn làm cho cái nền da cổ sáng hơn và cái mặt trên đầy hơn chút xíu. Thì Gordon lúc đó thì mới giải thích cổ là mình làm sao để cho cái mặt nó đầy hơn. Chị Kimberly nghĩ rằng đó cũng là những cái request của rất nhiều phụ nữ. Khi nói đến cái tuổi này đó, là chúng ta khi nào cũng muốn làm cho làn da sáng hơn, để trẻ hơn. Và chị Kimberly nghĩ rằng chị sẽ không chờ được nữa và chúng ta sẽ mời cô Julie ra để có thể nói là coi qua cái phần after của cô sau khi cô đã spend một ngày với Gordon. Em thấy như thế nào? Cô có excited không? Cô có nervous không? Cô đang chờ chúng ta đó. Em không biết cô có nervous hay không, mà em rất là nervous, mà em rất là excited tại vì em đã thấy. Tại sao em lại nervous? Em nervous tại vì sao? Tại vì em chưa thấy từ làm makeup xong rồi làm tóc rồi xong rồi mặc đồ vô rồi bước ra dưới ánh sáng của chắc chắn cô đẹp rồi, nhưng mà cô đừng cũng thắc mắc là sao giống sao lắm. Ok, vậy chúng ta sẽ không chờ đợi nữa. Bây giờ Kimberly xin mời cô Julie từ Mission Viejo ra để trình diễn với quý khán thính giả. Cảm ơn cô. Mời cô ạ. Dạ, chào bác sĩ. Chào. Wow, bác cô sĩ, Julie. Dạ. Cô quá là đẹp, quá là trẻ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin mời cô. Dạ. Cô Julie,
Cảm ơn cô đã lên bây giờ là chương trình thứ ba của chương trình Dr. Kim Lee Show để chia sẻ với quý khách. Chương trình đầu tiên chúng ta nói về cái journey của cô. Cô đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Mục đích chính là chỉ để lấy lại tự tin của người phụ nữ đã trải qua từ những cái vết nám nhỏ mà cô, khi cô cố gắng cô chữa những vết nám đó, nó đã lan ra, nó biến thành những cái vết nám mới là lớn và nó đã bao vây cái làn da. Thì trên màn hình hiện giờ là có cái hình before của cô đó. Và sau khi mình đã trải qua một cái journey như vậy rồi đó, thì bây giờ qua phương pháp Apogee, cô đã có một làn da đẹp hơn và sáng hơn. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, thì cô đã nói rằng khi chúng tôi interview cô, thì cô đã nói rằng cô lấy lại được những cái tự tin, phải không? Và dĩ nhiên phụ nữ nào dùng phấn để che đậy thì Kimberly nghĩ rằng không có gì bằng mình chữa tận gốc. Tại vì chính mình, khi mình về nhà, mình rửa mặt, mình thấy, nhìn thấy cái làn da của mình, thì mình, nếu mà làn da của mình bị nám thì mình biết là cái nám đó nó sẽ lan ra càng ngày càng nhiều. Cô chứng kiến điều đó. Và đến một cái mức nào đó chúng ta không thể nào che đậy được. Đó. Có make up, người make up giỏi cách mấy đi chăng nữa như Gordon cũng phải nhờ là làn da của mình phải đẹp. Và cái đẹp đó là cái nền, là cái foundation của cái make up của mình. Thì bây giờ cô đã lên, cô chia sẻ hết. Và bây giờ em nghĩ rằng mình đẹp bên trong, mình biết là cái nền của làn da mình đẹp. Bây giờ mình mang lại cái tự tin cho cô rồi đó. Cô cười đến nỗi mà bây giờ em mới để ý đến hai cái má lúng đồng tiền sâu của cô. Và vừa rồi em có nói là em rất ngạc nhiên là cô có má lúng tiền. Tại trước khi mình chữa trị, trước khi mình lúc mà em tham khảo da cho cô lần đầu tiên đó, thưa quý vị, cô không có, em không thấy má lúng đồng tiền gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ em thấy rất rõ. Em cũng khen cổ cười rất là đẹp đó. Ủa sao cô không cười hơn nữa đi, tại cô cười rất là đẹp. Rồi hôm nay còn đẹp hơn nữa, thưa quý vị. Bây giờ cô đã bỏ một ngày với Gordon Bun. Bây giờ cô có cảm nghĩ gì sau khi cô Gordon đã hướng dẫn cho cô làm cho mình đẹp thêm những cái khuyết điểm trở thành những ưu điểm. Và cô cho em biết, cô chia sẻ với quý khán giả dùm ạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn makeup artist Gordon. Mình đến đây là lần thứ ba và mình cũng tự tin ở cái kiên nhẫn của mình, và bác sĩ trị mình cũng phải ráng theo. Nhưng mà bây giờ cái kết quả, thưa quý vị, cũng thấy rõ ràng như vậy rồi, là mình thấy cái niềm tự tin trở lại, mình cảm thấy vui hơn. Tại vì mình nhìn vô cái mặt của mình không có còn cái vết nám nữa, đó là cái sự tận tâm chữa trị của bác sĩ là một. Với thứ hai nữa, nhờ sự hướng dẫn với lại chị make up của Golden đây, một người rất là khéo tay, làm cho mặt của mình trở nên, quý vị có thể thấy trước và sau, thì bây giờ có thể nhận xét về Julie như thế nào, thì quý vị cũng sẽ thấy cái kết quả đó rồi. Từ một người bác sĩ và một người make up artist đem lại cái niềm vui cho tôi rất nhiều. Thì xin cảm ơn lần nữa bác sĩ. Cảm ơn cậu. Dạ, thưa quý vị, phải nói là cô Julie có rất là nhiều can đảm đã lên chương trình chia sẻ với Kimberly ngày hôm nay. Chắc chắn chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại để cô có thể tiếp tục chia sẻ. Với lại đồng thời cũng cho cô break một chút xíu, là vì hồi nãy nói về làn da và nói về cái sự thành công của cô, thì cô đã gọi là tear up, cặp mắt hơi bắt đầu rướm lệ. Kimberly cũng nghĩ rằng đây là cái lúc mà hết cả hai chúng ta, không biết cô nên sao, là cái lúc mà mình rất là có thể nói emotional. Thành ra sau cái chương trình này, chúng ta sau khi trở lại phần thông tin thương mại, chúng ta sẽ được trò chuyện tiếp với Gordon cùng với cô Julie. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta,
xin gọi ngay 1888 đẹp sàng, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vi Lan xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan có một sản phẩm rất là đặc biệt, nhất là cho quý vị phụ nữ. Là phụ nữ, quý vị đã có một bộ make up chưa? Nếu chưa thì công ty Apogee đã có câu trả lời cho quý vị. Một bộ make up rất hoàn hảo với màu sắc tuyệt vời cho ban ngày và ban đêm, cũng như màu son quá đẹp phải không thưa quý vị? Màu hồng rồi màu hồng cam nữa. Rồi nguyên một bộ brush cần thiết khi mà quý vị cần vẽ mắt, vẽ chân mày hay là eyeshadow. Và đặc biệt ngày hôm nay quý vị mua nguyên một bộ make up của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng free facial kit. Và cái facial kit này sẽ giúp cho cái làn da của quý vị sạch và thẩm thấu những cái loại kem mà quý vị sử dụng để có một làn da mịn màng, tươi sáng. Một lần nữa, bộ make up của công ty Apogee ngày hôm nay chỉ có 150 đồng và quý vị sẽ được tặng free facial kit. 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, quý vị gọi ngay nhé. 1888 337 7264. Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu sau chỉ một vài tuần. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Vì lý do đó, Kimberly không khuyến khích quý vị dùng thuốc để chữa mụn. Và cũng vì lý do đó mà Kimberly đã bào chế ra phương pháp Apogee để chữa mụn. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee. Quý vị mua trên 250 đồng sẽ được tặng một máy facial rất cần thiết để giữ sạch chân lông và làm sáng da. Và sẽ được tặng một hũ Acne Zap để làm chìm ngay những mụn mới và để chữa thẹo. Quà tặng có giới hạn. Hãy gọi ngay 1888 337 7264.